Xin chào kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức chương trình tham gia Liên hoan dân ca quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2024 của đoàn nghệ thuật thị xã Việt Yên. Bắc Giang, miền di sản bên bờ Bắc dòng sông Cầu, dòng sông của thi ca và huyền thoại, không chỉ nặng nghĩa, nặng tình trong những làn điệu dân ca quan họ, mà còn là huyền thoại và lịch sử, sự tích và hiện thực lưu truyền qua bao thế hệ. Bắc Giang, quê hương của những lễ hội văn hóa truyền thống và dân ca quan họ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là lịch sử và tinh thần văn hóa sâu sắc được gửi gắm trong từng làn điệu câu ca, như một minh chứng cho giá trị văn hóa và sự bền vững của nghệ thuật truyền thống Việt Nam vẫn luôn hiện hữu. Về với Việt Yên là về với không gian văn hóa miền quan họ. Tinh hoa trong không gian văn hóa miền quan họ chính ở cái tình, cái nghĩa mà người quan họ vẫn trao truyền nhiều thế hệ nay. Trong quá trình lịch sử lâu đời, dân ca quan họ đã được sáng tạo và vun đắp để trở thành kiệt tác của nhân loại. Ta có thể thấy những giá trị văn hóa quan họ: người đẹp, trang phục đẹp, ngôn ngữ giọng nói câu ca, miếng trầu chén nước, chuẩn mực văn hóa thấm đượm tình người, nghĩa nặng, ơn sâu, tiếng hát quệ hòa sâu đậm, bồng trầm, năn nỉ thiết tha bay cao, đối đáp bay lượn, quấn quýt trong một tổng thể. Vẻ đẹp ấy từ trong canh hát đã đưa con người vào một thế giới của tình bạn, tình yêu, tình người sum họp chúc mai bốn bề giao tình. Thế giới lung linh của sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật thực sự mang lại hạnh phúc cho mọi người. Đoàn nghệ thuật quần chúng thị xã Việt Yên sẽ mang tới liên hoan không gian nghệ thuật truyền thống với chủ đề Tình người quan họ, với các câu ca Cha Mạn Hảo, Đường bạn Kim Lan, Tình người, Trên rừng 36 thứ chim, Rẽ phượng, Chiên loan. Mọi công việc các em đã sắp xếp xong hết cả chưa? Dạ, mọi việc chị em chúng em đã sắp xếp xong hết rồi chị ạ. Vậy bây giờ các em hãy vào trong sửa sang lại khăn áo rồi chuẩn bị ra đón các tương quan họ liền anh. Thôi nhanh lên các chị, nhanh lên nào chị em. Hội năm nay đông vui quá các anh ạ. Ừ, hội năm nay đông vui quá. Phải đấy. Thế nào, các đền anh, chúng ta hãy nhanh chân, kẻo tiếng quân họ người lại mong đợi. Dạ, chị em chúng em xin có lời chào đưa quân họ liền anh. Dạ, anh em chúng tôi cũng xin có lời chào đưa quân họ liền chị. Dạ, năm năm mới, tháng tháng xuân, quê hương chúng em mở hội cầu may, đưa quân họ liền anh hôn che đất nước nhà chúng em, mà chẳng ngại đường xá xa xôi, đánh cờ sang chơi, chị em chúng em vui lắm lắm đấy ạ. Dạ, nhất niên nhất lẻ, năm mới tháng xuân, lại nhận được lời mời của đưa quân họ liền chị. Trước là cho anh em chúng tôi được sang thăm thầy, thăm mẹ, sau là được học đòi của tướng quân họ liền chị vài câu đôi lối đấy ạ. Dạ, xin mời đứa quân họ liền anh vào nhà xây dầu xây nước rồi ca lên đôi câu cho quý bầu quý bạn đấy ạ. Mời
Dạ, thưa đương quan họ liền trị, đương quan họ liền trị đã cho anh em chúng tôi được xây dầu, xây nước, thì xin mời đương quan họ liền trị cứ ca lên câu trước để cho anh em chúng tôi được tiếp bước theo sau đấy ạ. Dạ, xin thưa với đương quan họ liền anh, chị em chúng em còn cả sữa non măng, ăn dầu đã vậy, biết nói năng thế nào. Thôi thì đương quan họ liền anh biết nhiều thì đi chợ đường xa, còn chị em chúng em biết ít thì đi bảy đi ba chợ gần đấy ạ. Dạ, thưa đương quan họ liền trị, đương quan họ liền trị đã nhường cho chúng tôi ca trước, thì anh em chúng tôi xin được ca câu đường bản Kim Lan đấy ạ. Thì Kim Lan ơi, đi nhớ đường bản Lan ơi, là
đến đôi vàng nặng 9, bên ân nặng 10. Cái tình cái nghĩa của người quan họ, chị em chúng em xin nhận đấy ạ. Xin mời đưa quan họ Điền Anh ra chùa ca tiếp cho vui hội vui hè đấy ạ.
đất Kinh Bắc, miền đất Chu Phú, con người cần cù, nhân hậu, tài hoa, bật lên sức sống từ những dấu xưa ngàn năm văn hiến, truyền thống và hiện đại, giao hòa trong từng nhịp thở của sự phát triển, dệt theo bản sắc đặc trưng sống động, lan tỏa nối nghìn xưa với nghìn sau. Suốt chặng đường đã qua, văn hóa Quan Họ bờ Bắc sông Cầu cùng bờ Nam đã được tô điểm thêm hương sắc, vươn lên cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Mạch nguồn văn hóa truyền thống, những tinh hoa của cha ông để lại vẫn đang được lưu giữ và phát huy mạnh mẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trời, câu ca hồn đất tình người thôn quê, cây đa bến nước sân đình, người về kẻ ở một mình ngẩn ngơ. Bây giờ rẽ phượng chia loan, giang tay ai bẻ phím đàn làm đôi. Người về em vẫn ngập ngùi, để thương, để nhớ cho nhau thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày ngày nhàn hạ đưa tin đến dặn lòng vàng đã giữ không phải về là chứ đôi em về lời chào, lời chúc của người quan họ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm, chúc liên hoan thành công tốt đẹp.